tại mình đang đi vô cái khu của mấy người mà người ta làm ít tiền á, chạy với tốc độ rất là chậm mà tính ra là cũng tầm 70-80 km/h. Thì đường xá bên Mỹ khi mà đông đó, thì khi nào mà không có tuyết nó tan hết thì cây cối nó trụi khô trụi lủi gì vậy, nó không có lá gì hết. Ok, bây giờ sẽ dẫn mọi người tới tham quan cái khu, mỗi căn nhà trị giá chừng khoảng 15.000 đô thôi, giao nói chung là giao động từ 15 đến cái căn nhà như vậy á, nó double là nó hai căn nó dính liền với nhau, là cái rộng, cái chiều rộng của nó bằng hai căn cái chiều đây. Đây, cái căn này khoảng 10 mấy ngàn thôi đó, nhưng mà ở trong á, diện tích nó cũng là tức nó như vậy, nhưng mà thật sự nó cũng là 3 phòng. Có những căn là nó đây. Đó. Cứ một căn như vậy là bên trong khoảng 3 đến 4 phòng. Và giá trị của nó khoảng chừng 10.000 đô thôi. Nói chung nó dao động, nếu mà nó mới thì nó khoảng 20.000. Nhưng mà một căn như vậy thì một cái nhà như vậy thì đậu được khoảng 2 đi, có thể 2 hoặc 3 chiếc xe, có thể hoặc 3 chiếc xe, nhưng mà at least là phải đậu được 2 chiếc. Nhìn vậy chứ bước vô trong cũng rộng rãi lắm. Cái căn nhà như vậy nó giá trị khoảng có những căn 40-50 ngàn là do người sáng xuống nha, đụng cái điện thoại nó hơi bị lòe. Một căn nhà như vậy mà ở bên Mỹ thì 10.000 đô tính ra là rất là rẻ. Trung bình tiểu bang Nebraska dân làm hãng thì khoảng 3-4 ngàn một tháng. Còn những người làm văn phòng thì 5-7 ngàn, có thể 10 ngàn một tháng. Còn phi công thì nó làm 100-200 ngàn một năm. Làm tóc, làm nail thì 5-70, 8-90, 100 một năm. Nói chung cũng bây giờ một cái căn nhà như vậy đó, như vậy nè. Quý vị thấy không, có nhà cái chiếc xe màu xanh đó, cái nhà là khoảng 14.000 thôi. Đó, ai muốn ấy một cái gara tạm á để chiếc xe của mình khỏi mưa khỏi nắng thì người ta dăng lên, người ta làm, người ta mua cái nó làm sẵn, cái khung sắt nó làm sẵn thì về chỉ dựng lên thôi rồi che. Cũng một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ đằng sau để đựng những cái đồ linh tinh, hoặc là để trồng rau,
trồng cây ở đằng sau cũng tiện ích lắm. Ở trong cuộc sống bên Mỹ này mà mua một cái căn nhà như vậy thì cũng rất là tiện lợi. Nó tốn khoảng mười mấy ngàn thôi. Và tùy vào cái muốn mình ở trong, mình muốn trang trí như thế nào, mình thiết kế nó lại, mình bỏ thêm tiền vô thì nó khác thôi. Nhưng mà thật sự một tính ra 10.000 đô thì ở bên Việt Nam khoảng 220 mấy triệu. Thì 220 mấy triệu mà không có bao giờ được có một cái mảnh đất như thế này. Từ đây chạy ra giống như là ở trung tâm á, thì nó rất là gần. Chạy ra khoảng 15-20 phút thôi. Ok, để dời qua cho quý vị coi cái bên này chút xíu cho nó rõ hơn. Nhưng một cái căn nào nó bự hơn thì quý vị phải trả cho nó khoảng, nó dao động từ khoảng 25 đến 40 mấy ngàn. Có những căn 50 nó làm độ đẹp hơn thì có thể lên tới 50 ngàn. Có những cái khu đất mà khoan nói về cái này nữa, khi mà mình có nhà rồi mình phải trả tiền đất cho chủ đất một tháng, nó dao động từ khoảng 200-300 đô thôi. Bây giờ làm một cái bài toán nhỏ nhỏ như thế này, nếu mà quý vị mua một cái căn nhà 10-15 ngàn đi, tiền mua nhà thì quý vị trả xong rồi, còn cái tiền đất hàng tháng quý vị trả cho nó 200 mấy 250 đi cho dễ tính, hoặc là 300 đô cũng được. Thì quý vị làm một tháng trừ thuế má đầu này nọ luôn, một người khoảng 3.000, quý vị trả cho cái tiền đất là chỉ có 300 đi, thì quý vị còn dư 2.700. Thì trừ điện nước, internet, rồi gas, rồi những cái phí lung tung lan tan 200 đô nữa, quý vị bỏ túi 2.500. Nếu mà ở những cái khu nhà income như thế này, đây những cái nhà này có à, quý vị thấy nhìn cái nhà màu bên tay trái như đây không đó, nó là double, khu này gọi là kêu là khu mobile home. Đó, bây giờ chúng ta chạy thẳng ra khỏi khu này, nó có từng khu riêng biệt của nó. Quay lại vấn đề thì trừ hết mọi thứ rồi, quý vị cũng đem về một tháng làm khoảng 2.500, thì ăn uống chi phí đồ này nọ chỉ khoảng 500 đô thôi. Thật sự thịt thà là nó không có mắc mỏ. Bây giờ chúng ta sẽ ra đây và quẹo trái đi, thì cho quý vị coi đường xa ở bên Mỹ chạy, thấy không? Thì thấy cái lằn vàng ở dưới mặt đường không? Đó là cái dải phân cách rất là khỏe. Phố xá bên đây đường ai người đi chạy, không có ai chen lấn ai hết. Hôm nay đúng hơn là ngày chủ nhật thì nó cũng hơi vắng hơn thôi, nhưng mà bình thường, thật sự bình thường giờ này nó cũng học sinh đi học ra này nọ, nhưng mà nó rất là trật tự, cũng không có ai. Thành phố Omaha tiểu bang Nebraska này nó có 1.300.000 dân thôi, nó bằng 1/15 của thành phố Sài Gòn, mà cái diện tích nó rộng hơn thành phố Sài Gòn 7-8 lần. Đó, đây gọi là một cái
thiên nhiên ưu đãi cho bên tiểu bang Nebraska và thành phố Omaha. Thật sự mà nói, bên đây nó rất là không khí bốn mùa, nó rất là rõ rệt. Và xuân thì đúng cái hơi, đúng cái cách của mà mùa xuân nó phân bố là nó hơi, nó mát lắm. Hạ thì nó rất là nóng, nóng khủng khiếp, nóng đúng mùa hè luôn. Thu thì nó mát và lạnh, còn mùa đông thì nó lạnh, nó có tuyết, nó lạnh chứ phải gọi là cực lạnh. Cực lạnh phải là những cái tiểu bang mà New York trở lên á, Massachusetts trở lên, đi lên khoảng Alaska hoặc gần bên Canada đó, thì nó sẽ lạnh hơn rất nhiều. Những cái khoảng mà cái thời gian mà ngày xưa tôi nhớ khi mà tôi qua Mỹ, những cái ngày đầu tiên tôi qua đó, chính vào cái thời điểm mùa xuân đó, có những cái chiếc, nó kêu là motor scooter, là những cái chiếc xe mô tô phân khối nhỏ. Khi mà trời mà mát mẻ mà không khí nó thoáng, không có tuyết á, thì bà con người ta lấy nha, người ta chạy cũng vui lắm. Tới quý vị thì nhắc tới thấy đèn đỏ và có cái hai mũi tên màu đen, quý vị nhìn lên đèn đó. Thì đây là cái phần đường, hai cái phần đường nằm ở trong mũi tên đó là quẹo trái, phần đường kia là quẹo phải. Thì tôi hiện tại tôi đang quẹo trái, đi về cái hướng west, ở trên cái hướng west. Ở bên đây thật sự mà nói về ngày xưa người ta nói khi mà qua bên Mỹ rồi thì dân số nó phân bố sống nó không có gọi là phân biệt chủng tộc, thì sống mọi người ở đâu cũng vậy hết. Nhưng mà mới đầu tôi qua tôi thấy cảm cái những cái lời nói nó đúng, nhưng mà một thời gian sau này khi mà tôi sống mười mấy năm ở bên đây rồi thì cái lời nói nó hoàn toàn sai. Vì tôi biết là khu hướng sau á là người Mỹ và người châu Á mình, và những cái người mà làm income trung bình á thì ở những cái khu mà hướng sau. Còn cái khu mà hướng nọt á là đa số là hướng nọt là Mỹ đen ở rất là nhiều. Ở chỗ nào đất xứ sở này nhớ một điều, ở chỗ nào cũng có Mỹ trắng ở hết. Nhưng mà mình nói là trên cái đại đa số, ở bên đây đa số là nó tính là 55 đến 60%, 50% là nó cũng tính là đa số rồi. Và cái số còn lại là chỉ có rã lại nhỏ lẻ thôi. Mình có hướng sau của người Mỹ đen ở, và cái sao thật sự sao á, mẹ với Mỹ đen luôn. Nhưng mà mẹ với agent ở cũng là tương đối. Nhưng mà chính thức là cái hướng nọt là Mỹ đen tập trung nhiều hơn. Còn hướng east là những người Ả Rập, những người châu Âu. Còn hướng west là Mỹ trắng, Mỹ trắng với lại dân châu Á mà có tiền thì người ta tập trung về bên hướng west, người ta ở nhiều hơn. Có những cái video mà tôi làm xong rồi tôi nói mà hướng west hướng east gì đó đó thì quý vị hỏi cái đó là cái gì, tôi không có trả lời mấy cái đó, nói cho vui thôi, nghe thì cũng hiểu rồi, bắt bẻ nhau từng lời từng chữ chi cho mệt vậy. Hiện tại là bây giờ hình như là mình chuẩn bị quẹo và đi ngược hướng mặt trời, thì nó hơi chá chút xíu. Tôi phải đeo cái kiến vô. Rồi tôi chạy xe tôi cũng rất là ghét đeo kiến. Đeo kiến nó bực bội lắm, làm gì làm chứ con mắt mình nó vẫn hơn tất cả mọi thứ. Nếu bạn không bị cận bị viễn rồi là phải đeo những cái description, những cái kiến của bác sĩ ra to là đàng hoàng. Nói chung là rảnh thì tôi chạy một vòng làm để bạn bè mọi người rồi
Đặc biệt là bên khán giả ở bên đài Nebraska 7 TV, tôi để cho quý vị được được coi. Và những người thì đâu có, người ta đâu có cái cơ hội mà sống ở ở đây, thì để cho quý vị biết nó như thế nào thôi. Đó, quý vị thấy không, đường xá rất sạch, ai chạy người ta chạy ở yên ở lên người đó. Nói qua cái chút xíu này nó hơi đi lạc vấn đề. Khi mà ví dụ điều khiển một cái chiếc máy bay, quý vị đi ở trên không á, thì cái không phận của quý vị nó cũng khác lắm. Không phận nó tùy vào cái loại máy bay mà quý vị lái, và không phận được nó hiện hành, nó được hiện lên bằng cái biểu đồ bay, nó kêu là cái fly GPS. Cái biển đồ bay mỗi chiếc máy bay đều có hết, và trừ những chiếc máy bay mà năm 1700 mấy chục đó thì nó không có thôi, còn đa số là những chiếc máy bay mà năm 1980 mấy trở lên, 85 trở lên là đa số nó có hết, còn 2000 đổ về sau là tuyệt vời rồi. Dù là máy bay nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái hệ thống hiển thị cái chiếc máy bay nào đó nó ở bên, nó gần bên mình, nó nằm ở phía trên hay bên trái bên phải, nó cách mình bao xa, bao nhiêu ngàn feet bên đặc biệt những cái nước châu Á mình thì nó tính là km, thì bên đây nó tính là feet với mile. Thì một cái km như vậy á thì nó hơn cái feet của mình. Và nó hơn bao nhiêu thì quý vị lấy Google quý vị dịch thì để cho nó nhớ. Còn về cung cấp thông tin chính xác thì cái phần mà dạy bay ở bên cái channel bay của tôi á, tôi nói nó kỹ hơn. Hiện tại là tôi đang chạy khoảng 45 là 80 km. Thì khi mà ở trên cái biểu đồ bay như vậy á, thì quý vị sẽ thấy nó rất là rõ ràng. Có nghĩa cái ý tôi muốn nói là gì, là dù không phận hay hải phận hay địa phận, lộ phận, tất cả những cái đường nào mà nằm ở trên nước Mỹ này, dù là đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ, nó có một cái đường nữa, đường rừng. Và những cái đường ở bên đây nó có một những cái tiểu bang mà nó nằm ở cái tên của nó là nó bắt đầu là tiếng New, giống như là New York, New Jersey, New, hoặc là những cái tiểu bang đó đó thì ngày xưa nó thuộc về của những người châu Âu và những người Ả Rập, thì người ta qua, người ta nhiều quá đi rồi nó hầu như là nó thống trị cả cái tiểu bang đó. Nhưng mà thật sự nói chung là ở đây thì đất nước, nó kêu là khi mà đất nước Mỹ là của người Mỹ da trắng nhiều lắm, thì những cái tiểu bang đó đó nó sẽ có một cái đường nữa gọi là đường hầm, mà thường thường đường hầm, đường ngầm á, đây là gọi là những cái chi tiết là bí mật của Mỹ. Những cái đường ngầm, đường hầm á là cho những cái người mà có license, có những cái bằng cấp mới đi được, không phải dành cho dân thường đi. Bởi vậy tại sao mà FBI với lại CIA của Mỹ khi mà nó chặn tội phạm á, nó định vị tội phạm ở trên không á, nó dí bằng máy bay rồi, thì khi mà cái hệ thống bản đồ, cái hệ thống định vị bằng cái hệ thống định vị tinh học á, nó dí quý vị trên không rồi, ở dưới á, nó sẽ chạy, nó sẽ dí quý vị ở dưới, và dưới bảo cái đường ngầm ở dưới là không có kẹt xe, chỉ có mình tụi nó đi thôi, không ai kẹt hết á. Bởi vậy những cái loại tội phạm ở bển không có thoát khỏi. Nhưng mà đặc biệt tiểu bang Cali là một cái tiểu bang mà
tôi không biết xài cái từ gì để mà tôi nói nữa. Ngày xưa khoảng 17 năm về trước, 16 17 năm về trước khi mình vẫn còn thuộc về bên Đảng Cộng hòa Republican á, khi mà nó lấy nó làm chủ cái tiểu bang đó từ quốc hội của cái tiểu bang Cali thôi, thì cái tiểu bang Cali là phồn thịnh, giàu đẹp, tuyệt vời. Nhưng mà khi mà đưa bên qua dân chủ rồi, bây giờ tình trạng dân nghèo tăng, criminal, trộm cắp tăng, dân homeless tăng, là nó do nó cho những người mà ở ngoài biên giới mà Mexico với lại những cái dân châu Á rồi những mấy cái dân mà bất hợp pháp á, gọi là bất hợp pháp vô rất là nhiều, thì cái tỷ lệ những người đó người ta không có giấy tờ để người ta làm ăn sinh sống cách hợp pháp, người ta trở thành dân vô gia cư thôi. Rồi nó để một đống tiền, một cái tiểu bang nó bây giờ thối nát cực kỳ, một khối tiền mà của liên bang cấp cho để nó nuôi cái đó, để nó lấy phiếu. Ôi, vừa đi vừa chở quý vị đi vòng vòng mà quý vị coi thấy và nói về vấn đề, những cái vấn đề mà chính trị chính em đồ này nọ, thì tôi nói muôn đời không bao giờ hết. Đây là một trong những cái gym lớn nhất tiểu bang. Đó, quý vị muốn tập trong cái gym đó là một tháng là quý vị phải bay hết khoảng $100. Đó, thật sự cũng so với cái đồng lương của dân bên đây thì $100 rất là ổn, không có gọi là mắc được. Đó, thì đến khi nào tôi về tới nhà thì tôi sẽ up cái video lên cho mọi người xem. Ok, mến chào tất cả.